Các bạn trong kênh ẩm thực và du lịch của mình. Hôm nay mình đang ở đường Thích Quảng Đức, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Có rất là nhiều bạn muốn mình review quán chè của Ú. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cùng xem nha. Thì các bạn hãy cùng theo chân mình để đi vào quán, gặp được cô chủ quán xinh đẹp và cũng như được thưởng thức những món chè của ngon của quán cô nha các bạn. Đây là quán cô Ú, đây là các tài trí quán của cô. Nhìn cũng rất là đẹp mắt. Đây là những em nhân viên dễ thương. Bây giờ thì mình vào trong để mình gặp cô Ú nha các bạn. Đây, bên đây là quầy bánh canh của cô Ú. Quán cô Ú có bán bánh canh nữa nha mấy bạn. Còn ở trong là khách đang ngồi. Phía bên đây là chè nha các bạn. Đó, quầy chè bên đây rất là ngon thôi. Bây giờ mình đi vô trong mình coi trong đó có món gì ngon nha. Đây là tủ chè của cô, chè mâm cô Ú. Các bạn hãy nhìn nè, cô Ú bán từ 10 giờ sáng mở cửa, rất là nhiều chè, nhìn ngon hay mấy bạn ha, nhìn bắt mắt nè. Đây là trong quầy chè nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xin vào trong để mình review tất cả các món chè của quán chè của Ú cho các bạn xem nha. Đây là những món chè trong quán chè của Ú, nhìn rất là đẹp nha, rất là bắt mắt luôn nha mấy bạn. Đó. Cái này là em cho chị hỏi được không? Cái đó là chè gì em? Cái này là chè Thái chị. Em làm sẵn để kiểu như khách đông làm cho kịp á. Tất cả các loại đậu nhìn rất là đẹp. Nhìn bắt mắt. Cách bài trí rất là đẹp và sạch sẽ nha các bạn, nhìn đi, rất là sạch sẽ luôn. Nhân viên thì ăn mặc nó cũng gọn gàng nữa, sạch sẽ, đều có áo của quán hết. Em làm ở đây lâu chưa? Em làm cũng còn 1 năm rồi chị. Em cảm nhận được, em thấy ở đây như thế nào? Dạ, ở đây thì nhân viên hòa đồng, cô chủ thì tốt bụng, hiền nữa. Quán thì lúc nào cũng khách đều, buổi tối thì đông, làm cũng nói chung là cũng mệt nhưng mà vui chị. Ở đây đông nhất là ngày nào em? Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ là rất là đông. Còn ngày thường thì mình cứ đều được khách đều đều đó chị. Chị cảm ơn. Đây là phía trong quán. Em trai. Đây, những nhân viên quán cô rất là đông. Em ơi, ở đây mình bán được bao nhiêu món chè? Dạ 38 món chị. Mình mở cửa từ lúc mấy giờ cho đến mấy giờ em? Dạ mình mở cửa từ lúc 9 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Trời ơi, thằng nhỏ dễ thương hết sức luôn vậy. Ngoài bán chè ra là mình còn bán bánh canh nữa đúng không em? Dạ. Bánh canh cũng là của cô Ú, là đặc sản luôn hay là sao? Đặc sản Bình Dương luôn chị. Đây, chị vào trong chị gặp cô Ú chút xíu. Dạ em mời chị vô trong rồi. Hôm nay là cô Ú, chủ của quán chè mâm. Nhìn cô Ú dễ thương chưa nè. Chị ơi, chị cho em hỏi là sao mà cái quán mình có cái tên là quán chè cô Ú vậy chị? Dạ tại em là cô Ú chị nên em đặt cái tên thương hiệu mình luôn. Dễ thương ha. Ở đây mình bán được bao nhiêu món chè chị? Bên em có 38 loại chè chị, 38 món. Đây này các bạn. Cái nào mà sáng đèn là còn chè, mà tắt đèn là hết chè nha. Giờ này là em thấy tắt đèn nhiều lắm luôn rồi đó. Dạ. Giờ này là sắp hết rồi các bạn. Bên em bán từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Dạ. 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Dạ. Giá cả thì cũng có sẵn ở trên đó hết rồi mấy bạn. Dạ đúng rồi, có giá hết. Ngoài mình bán chè rồi mình còn bán bánh canh nữa đúng không? Chè, bánh canh rồi ngũ sắc đầy đủ hết các bạn. Chúc chị có thể quay những cái tấm hình cho mọi người xem, như là có chân gà ngâm sả tắc này, hoặc là tay heo ngâm, hoặc là những cái mâm ngũ sắc mình cua bánh tráng chấm nước mắm, có nhiều loại. Dạ. Đây em tới đây em quay cho mấy bạn mình xem á, nhiều bạn cũng yêu cầu được biết tới quán của chị. Dạ. thấy ngày hôm qua là thấy mặc đồ cô Ú à. Mà đẹp dễ thương. Qua sẵn đi hát cái mặc đồ. Dạ. Ủa chị, ở đây là nhà của mình luôn hay là mình thuê? Mẹ thuê. Đây mình thuê cao quá. 30 triệu một tháng cũng hơi giá
rằng mà mình mua bán nói được. Chung là một tháng là nhân viên với điện nước mặt bằng khoảng 105 triệu. Dạ. Nhân viên mình ở đây đông không chị? Nhân viên chỉ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 người. 14 người đó. Dạ. Một giờ nạt, một giờ gân về em ơi. Một giờ nạt, một giờ gân. Ở đây nhân viên mình đều thuê tháng hết á hả chị? Thuê tháng hết. Dạ. Ca ngày thì mình có 6 người thôi. À. Bắt đầu chiều thì mấy bạn sinh viên vô tiếp. À có nghĩa là 2 ca. Đúng rồi. Dạ. Cái chè mâm của mình á, nó có cái gì đặc biệt không chị? Chè mâm của em thì một mâm nó có 10 loại chị, 10 loại 70 ngàn. À có nghĩa là một mâm vậy là 10 loại. Nhà bên em có chè bắp, đậu trắng, khoai môn, rồi đậu đen, đậu xanh, chè chuối, bánh chuối, chè bà ba, xôi sáu bánh lọt, xong mỗi lượng. Nhưng mà bên mình hiện giờ là đang nổi về cái món chè nào nhất? Chè mâm thì nhiều người dùng chị. Mà ngoài chè mâm thì bên em cũng có nhiều chè khác, ví dụ như chè Thái này hoặc chè sầu riêng. Những món đó cũng lạ lạ. Dạ. Tại em cũng nghe nhiều người giới thiệu cái quán chè của Ú mà người ta hay nói về cái chè mâm á, cho nên em cũng không biết được. Dạ. Cái chè mâm là cái chè như thế nào. Dạ, chè mâm thì một mâm nó có 10 món mà đang hiện tại bây giờ chị vô thì bên em hết chè mâm rồi, không còn chè mâm. Vậy là bữa nay vô trễ nghe mấy bạn, giờ này là quán của cô Ú hết chè mâm rồi. Dạ. Hết lúc 6 giờ rồi. Chè mâm sao mình không làm nhiều tí xíu chị? Tại vì bên em bán đủ số lượng rồi còn chè nào bán chè đó cho nó hết gọn trong ngày. Chè ở đây toàn bộ là do chị nấu hay là? Đúng rồi, có em với lại ông có ông bán phụ nấu. Dạ. Nguyên là tự em chị bán nấu. Em bán cũng 7 năm mà. Dạ. Là mình bán ở đây luôn hả chị? Dạ, lúc trước thì em bán ở bên chợ Đình đó chị. Dạ. Chợ Đình rồi sau đó rồi em mới về kế bên chùa Tây Tạng. Đối diện tuyến 1. Dạ. Rồi xong tuyến 1 em mới chạy lên ngay chỗ ngã tư Tân Lập. Tư làm xong rồi hết hợp đồng xong em mới chạy về bên đây. Tại vì lâu rồi, hồi đó thì ở bên đó em không có nghe, chỉ có sau này chị giờ về đây em mới hết hợp đồng mà xong rồi mình trả lại mặt bằng là mình về đây mình mướn mặt bằng mới bên đây. Về đây thì cũng mắc khách nhiều lắm, hôm nay về được 1 năm mà tròn 1 năm rồi đó. Em tại vì em mới nghe nhiều bạn nói là ở chỗ này thôi, còn mấy chỗ kia thì làm như là lúc trước em cũng chưa có nghe. À dạ. Lúc trước cũng không nghe người ta nói nhiều lắm. Bên em chúc chị qua vườn ngồi bạn đi, mình dùng chè thử đi. Dạ. Có chè sầu riêng á, kêu thử chè sầu riêng ăn cho biết. Như bánh canh rồi là bên mình cũng chỉ tự nấu luôn hả chị? Dạ. Bánh canh rồi là cũng là súp là tự mình nấu. Đúng rồi. Dạ. Còn là xương chị. Một đặc biệt gân về đi em ơi. Đây là các bạn mình 110 ngàn để mình cho các bạn coi dùm trong miếng nha. Đây nè, đây là những món chè, cái nào còn sáng đèn là mới còn nha mấy bạn, nó có giá ở trên này hết rồi nè, còn tắt đèn là hết rồi đó, tắt đèn là hết rồi. Chè Thái ngày nào cũng tắt đèn sớm. Bán rất là đắt nha mấy bạn, rất là nhiều loại chè mà bây giờ hình như là mình thấy cái số lượng đèn nó tắt nhiều hơn số điện lượng đèn còn. Đây nè các bạn, đây là menu của quán chè cô Ú, có giá hết nha mấy bạn. Chè sầu riêng nhiều lắm, nhiều loại chè lắm. Những cái nào mà che lại là không có còn bán nữa. Rất là nhiều loại chè, nhìn thấy thèm lắm mấy bạn ơi. Quán thì rất là sạch sẽ. Đây các bạn nhìn đi, rất là sạch sẽ. Nhân viên thì rất là dễ thương. Bây giờ mình sẽ xin vào trong để quay nồi bánh canh của cô Ú nha các bạn. Đây nè bạn, đây là cái xe bánh canh của cô Ú. Nhìn rất là đẹp ha. Rất là bắt mắt, tôm nè. Em ơi cho chị hỏi đây là một phần bánh canh vậy là bao nhiêu? Dạ tùy theo mình ăn đó chị. Phần đặc biệt thì 60 ngàn. Mình kêu phần thường, phần châu giò thì 35 ngàn. Là cái bánh canh sườn thì 40 ngàn. Phần tôm thì 45 ngàn, hải sản thì 40 ngàn. Ủa, em làm ở đây lâu chưa? Dạ em làm đây 1 năm rồi chị. Em thấy làm ở đây có được không? Dạ được, anh chủ đây tốt bụng lắm chị. Dạ hả? Chị thấy món ăn rất là ngon. Dạ. Đây là mình đặc biệt là có món gì em? Nếu mình kêu đồ đặc biệt thì trong chậu có hải sản, có sườn, có chả luôn chị. À, có nghĩa là đủ thứ, tất cả những cái món trong đây là có một thứ một ít nha mấy bạn. Tôm nè, giò nè, sườn, chả nó cũng là rất là nhiều thứ. Bây giờ mình sẽ quay ngồi nước súp cho mấy bạn xem. Đây các bạn, đây là nồi nước súp, nhìn thấy rất là đẹp. Nhưng mà khói quá lên nhìn thấy nó không có rõ lắm nha mấy bạn, nhìn rất là ngon. Tôm nhìn thấy ngon quá em ha. Tôm tươi nha mấy bạn, tôm cực kỳ tươi luôn, nhìn cái màu là biết tôm tươi liền. Giò heo thì rất là ngon.
chả. Cái này là hầu như là ở nhà mình làm hết phải không em? Chả rồi là mình làm hay là bà con á chị? Quen mình quen ở quê gãy vô nhìn thấy gì đúng không mấy bạn? Đây là những hình có những cái món mà ở trên đây là những cái món này là những cái món nổi tiếng nha mấy bạn, như lỗ tai heo nè, chân gà ngâm xả nè. Mình quên nói cho mấy bạn biết, cô Ú ngoại trừ bán chè ra thì cô Ú còn có cái nghề nữa là đi hét lô tô và hội chợ. Nếu mà các bạn nào muốn biết cô Ú thì chắc có lẽ mấy bạn cũng biết cô Ú nhiều qua cái những cái clip ngắn hay là những cái clip hài, những cái clip nhạc của cô Ú là có rất là nhiều rồi mấy bạn, trên YouTube nhiều lắm luôn á. Bạn cứ vào đó tìm để mình xem cô Ú Bình Dương đó là có cô Ú ha mấy bạn ha. Nên là bây giờ mình chờ một tô bánh canh. Một tô bánh canh đặc biệt ra để mình sẽ review cho các bạn biết tô bánh canh nó như thế nào ha. Tô bánh canh nó ngon làm sao. Đó, nhưng mà tại sao nhiều người, hồi nãy giờ mình vô đây mình thấy rất là nhiều người, người ta lựa chọn là cái món bánh canh đặc biệt. Tuy rằng cái giá nó so ra là nếu mà ở ngoài là cái giá nó hơi cao, nhưng mà nó rất là ngon. Đó, 60.000 mà nếu mà ngon thì cũng không có gọi là cao đúng không mấy bạn? Đã cũng gần 7 giờ rồi mà khách vẫn còn vô rất là đông nha mấy bạn. Đây không phải là quán chè cô Ú, không phải là riêng về trai gái còn tuổi trẻ, nhưng mà những người lớn tuổi người ta vẫn thích vô đây để người ta ăn chè nha các bạn. Tại vì không gian nó thoáng mát nè, rồi giá cả nó cũng vừa ăn nữa, cho nên là rất là nhiều khách lớn tuổi. Hồi nãy giờ mình thấy hầu như là đa số khách lớn là nhiều lắm luôn á mấy bạn. Với lại gia đình á, nguyên gia đình người ta vào đây nè, người ta ăn chè mâm. Nó cũng rất là dễ ăn, 70.000 một mâm thì cũng rất là dễ ăn đúng không mấy bạn? Có mấy tấm hình của cô chủ, tuyệt đẹp luôn. Quán này cô chủ tự sáng lập ra và những cái món ăn ở đây đều do cô chủ nấu hết nha mấy bạn. Một em nhân viên bán chuyên về bánh canh. Đây là tô bánh canh. Tô bánh canh đặc biệt của quán cô Ú đây mấy bạn. Gồm có tôm nè, giò nè, mực, rồi chả nữa mấy bạn. Nhìn rau nữa mấy bạn, nhìn thấy rất là đẹp. Đúng không mấy bạn? Nhìn thấy là thèm liền. Để ngon lắm mấy bạn, nước súp rất là ngon luôn. Để bây giờ mình thưởng thức, mình sẽ phát biểu cảm nghĩ của mình cho mấy bạn được biết ha. Thì mình đến đây trễ cho nên là quán chè của Ú đã hết mất chè mâm rồi, còn chỉ có những cái món chè đơn giản như chè Thái rồi vậy đó. Nhưng mà hứa với các bạn sẽ có lần sau mình sẽ quay lại để mình review cho các bạn được thấy cái món chè mâm của quán chè của Ú như thế nào. Hôm nay mình tới đây trễ quá, nó chỉ còn được món chè Thái nè, rồi với lại bánh canh nè mấy bạn. Thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn cảm thấy thích, hãy đăng ký, like và share để ủng hộ mình trong video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.